Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà. Về đâu khi chúng con còn lạc lối? Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà. Về đây ngài cứu vớt chúng con. Từ đây con xin nguyện theo chánh pháp để tâm thoát khỏi chốn mê lầm. Trần gian hôm nay ngày sau an vui, từ đây phát tâm từ bi. Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà. Về đây quỳ dưới chân Phật Tam Thế. Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà. Về đây nguồn chánh pháp vô biên. Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà. Về đâu khi chúng con còn lạc lối? Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà. Về đây ngài cứu vớt chúng con. Từ đây con xin nguyện theo chánh pháp để tâm thoát khỏi chốn mê lầm. Trần gian hôm nay ngày sau